Mình xin chào tất cả các bạn. Thì ngày mới thì mình cũng xin chúc tất cả các bạn luôn dồi dào sức khỏe. Thì, hôm nay thì mình cũng tiếp tục thì mình dời đất. Thì đất này thì mình dời từ ngoài ngoài lá ngoài kia. Rồi mình chiền rồi mình đưa vô sát trong trong cái đường đan trong á, qua bên đường đan luôn, rồi tới bờ lá ngoài sông luôn. Thì đất này bề ngang nó hẹp. Thì nên mình làm hai ao công nghiệp, thì mình chừa cái bờ nó nhỏ, thì chủ yếu thì người ta lấy đất á, người ta đưa vô trong cổng người ta làm một cái nền. Ngay vị trí của mình đứng là cái nền từ chỗ vị trí xe mình đây, đây cái cây anh cầm ở ngay mấy chòi đó, qua đây là cái mé ao á, bên trái mình là cái ao, rồi từ bên phải mình cổng là cái nền, thì cũng đất hơi xa. Thì sáng ngày thì mình cũng mua hai cân dầu, giờ mình ra mình giác mình đổ một cái để trưa nay cái mình ra ngoài cái mình nằm dưới lầy không à. Bên bển thì ao tôm ta mình cũng đi tới lui cũng khó lắm. Đất này hơi nhão nên mình dời cái bát nhão này đi trước nè, rồi ở dưới còn tầng đất cứng ở dưới mình lấy lớp đất đó mình đưa vô bờ, tại vì lúc trước thì người ta cũng có bơm sình lên cao khoảng cỡ 3 tấc rồi. Mình đang dời đất này là mình dời 3 cái sình không à. Đất ở đây thì có cái chân cỏ nên nó cũng cứng, mà tại vì ở chỗ này làm như nó trũng sao mà nước ứ quá trời ứ. Ở dưới kia mình qua có khơi đường nước rồi, thì giờ mình dỡ lớp đi cái cho nước nó rõ xuống dưới, xong cái mình đánh đường nước cho nó rõ nước hết, chứ giờ mình lội mình đánh đường nước không biết đường nào nó mình đánh, với thời gian mình đánh đường nước không nó cũng lâu nữa. Đây cái dấu chân mình xuống đây mà nó ngập giống như là tới, chắc nó quá, ngập lên khoảng cỡ 2 tấc nước à. Ao này thì mấy anh này thì làm ao nhỏ, ao tầm khoảng 1 ao 1 công đất à. Thì chủ yếu thì người ta lấy cái mặt bằng ruộng à. Anh ơi, chắc một chút nhờ anh kéo cái motor, anh lấy cái motor lên đi, đã biết chưa không? Em móc chỗ đó sâu sâu một chút, em đánh nước cho rõ không dưới, là em dở đất dưới luôn á. Sẵn giờ anh ra ngoài anh kéo lên lùm em ha. Dạ anh nhóm, anh giống như nhóm motor lên đó. Khi nào nước nó rõ xuống mình bơm nữa. Thì hôm qua thì anh cũng bơm cạn hết rồi, bơm nguyên đêm hôm luôn. Đất nhão này mình để lại như vậy thì mình nó thời gian xuống bờ lâu lắm, thì mấy anh cũng rắp á. Thì làm xong thì anh nuôi liền, giống như mình nuôi làm đi rồi có bờ cõi á, thì khi nào anh nuôi xong cái nữa cái mình vô mình sửa lại. Mấy anh này cũng dễ lắm chứ không có khó khăn gì trong cái việc làm hết á. Ba cái đất nhão mà ta bơm sình vô cặp cái chân bờ là mình móc ra hết, múc cho nó tới đất cứng luôn. Thì do cái trường hợp đất này tại người ta bơm bùng vô mình mới làm cái kiểu này, chứ đất mà không bơm bùng mình đâu có làm cái kiểu này. Giờ thì mình múc hết cái bùng này ra cái mình đánh nó đường nước. Ngoài có mùa tưa thì ảnh thủ sẵn ngoài rồi, cho bơm nước nó rõ trên ruộng này ra hết. Mình đang chia sẻ về cái miếng đất này thì mình làm từ lúc mà mình vô thì mình dỡ lớp rồi xong mình sửa bờ luôn, chứ mình không có bỏ mình phơi. Như mình làm miếng đất là mình dỡ lớp rồi mình phơi thì miếng đất đó nó quá đơn giản rồi. Còn cái này thì mình đang làm miếng đất thì mình từ ngày mình vô rồi mình làm rồi mình hoàn thiện luôn. Theo đúng làm cái này thì mình phải phơi. Mình phơi khô khoảng cỡ 1-2 tháng mình quay lại thì nó sửa bờ nó đẹp hơn. Còn cái này mình cũng chia sẻ thật sự thì đất thì mình làm ở đây rồi, nói chung mình làm ở nay ở đây đi, rồi mai mình đi chỗ khác mình làm, chứ mình không ở lại mình phơi. Thì như mình có đất nhiều á, ví dụ như mình lãnh đất nhiều đi, mình lãnh ví dụ như mình lãnh bằng chừng 5-7 chủ như vậy nè, thì mình phơi thì quá khỏe rồi. Còn như mình thì mình không có đất để mình lãnh nhiều được, tại vì mình như mình thì mình đâu có lợi mà năn nỉ người ta, ừ anh hay chú ơi chú làm đi rồi hay là gì đó. Còn cái này mình làm nghề của mình mà giờ ai kêu thì mình làm, còn không kêu thì mình đậu mình nghỉ, chứ nghề của mình năn nỉ người ta mình khó làm lắm.
nên thì trước mắt thì mình có nhiêu đây thôi, thì nên mình phải xử lý cho rồi. Trong thời gian mình xử lý đất này xong thì mình đi kiếm chỗ khác mình làm nữa, nên mình không có thời gian mình chờ đợi. Thì đất này thì mình chia sẻ là như vậy đó. Nên hiện tại giờ đất nhão thì mình cuốn đi hết, thì mình để lại cái lớp đất cứng mình làm bờ. Nhưng mà trong lúc mà mình làm á, thì mình chia sẻ ngày nào mình cũng có ra clip hết trơn á. Thì nên để mình chia sẻ là giống như là mình không có dỡ lớp, không có dỡ lớp mà mình chèn vô được. Thì nên mình có cách làm của mình riêng như vậy đó. Thì ví dụ như bữa nay thì mình dỡ lớp đi, rồi ngày mai đi. Mai thì mình sẽ, thí dụ mai thì mình sẽ dỡ cái đáy ao đó, nhưng mà mình không có dỡ vô giữa mình bung ra. Thì mình có cách làm riêng của mình. Thì để mai mốt gì đó mình chia sẻ từ từ để mấy bạn xem, mấy bạn hiểu. Thì mình chia sẻ đây là giống như giờ mình làm nghề của mình như vậy nè. Thì mình có được cái cách làm như vậy đó. Thì mình muốn mong muốn mình gửi đến cho mấy bạn mà mới vào nghề vậy đó. Mấy bạn xem, thì biết đâu sau này mấy bạn có vận dụng vào cái việc làm của mình không. Chứ mình vô dỡ lớp ra, bung ra hết sữa bờ thì đó nó quá đơn giản rồi. Thì còn cái cách mà mình vô trong cái đáy ao mình bung ra, nào thiếu đất mình cuốn đi thì nó mình có làm thường rồi. Còn cái này thì người ta đang cần cái một cái đất để mình làm cái nền. Thì trước tiên thì mình cuốn cái đất nhão đi trước. Thì sau thì mình sẽ làm mấy ao công nghiệp mình làm sao. Thì trước sau thì người ta cũng cuốn đất đi à, nên mình cuốn đất nhão trước. Tại cái đất nhão này mình bỏ lên làm bờ thì nó lâu khô đó. Đất này thì mình dỡ lớp nó cũng hơi sâu, nên mình lấy đất đi nó nhiều. Tại vì mấy anh này thì anh tính dỡ lớp một lần thôi luôn á. Nên người ta cần đất mà. Mình dỡ khoảng cả 8-9 tấc đất. Theo bình thường như mình đất mà đủ bờ mình không có chuyện đi á, thì mình dỡ khoảng tầm chừng 5 tấc đất thì mình đủ đất làm bờ rồi. Còn cái này người ta cần cái đất để người ta lấy mặt bằng á, nên mình dỡ hơi sâu. Tháng này là đúng là tháng mưa luôn rồi. Thì chắc này thì trời cũng đổ mưa sắp tới thôi. Buổi chiều nay thì mình cũng có cái công việc, thì mình xuống xã Long Khánh
thì cũng có anh bạn mình thì cũng ở tỉnh khác, rồi cũng mới về cái tỉnh Trà Vinh mình làm, rồi mình xuống dưới cái mình nói chung thì bạn mình xuống tỉnh Trà Vinh mà xuống dưới thì mình cũng mừng bạn mình, thì thôi mình cũng xin mời tất cả các bạn thì đi với mình thì xuống xã Long Khánh thuộc tỉnh Trà Vinh. Em buộc là thà cần thấy không? Cần anh được đây, chị nè em. Vậy hả? Rồi em xuống này lâu chưa? Xuống này cũng 1 tháng nè anh ơi. Vậy hả? Trời ơi, qua rồi mua bia chị nó quê. Trời ơi, có đâu anh em mình mà. Rồi rồi rồi. Thì em trai trước dẫn đường. Thì mấy năm trước thì mình cũng làm vòng đây nè. Thì em trai nói cái địa điểm giống như ở gần vị trí đó thì mình đợi. Dưới đây làm nhiều không gục? Ít anh ơi. Ít hả? Mấy chục tiếng à. À. Phà cũng mới sơn lại, nhìn cũng mới quá ha. Phà mới sơn, nước sơn mới quá đi trơn không em? Đâu trơn anh gục. Sơn chứ phải phà mới đâu gột, phà cũ sơn lại phải phà mới đâu sơn gột. À. Tôi gột vậy không chết luôn. Xuống gột ai? Rồi rồi xuống trước đi em. Xuống trước đi. Rồi cha làm hết hai thùng này chắc ở đây luôn các bạn ơi. Rồi sáng về bạn ơi. Chứ thì hai thùng này sao mà chạy xe về được, cái đường này thấy sao mà thấy ghê quá nè. Đóng đâu vậy bé? Xe xài 60 năm mà mới quá trời mới ha. Coi mồi màng sao đúc đúc về em ơi. Từ từ anh. Con mèo gì? Mồi tàu bên kia hai cua chỗ đó cho đi dành cho bé bển nó kìa anh trong thùng. Vậy hả? Tới này mà mồi gì vậy? Nãy mua mồi gì vậy? Giò heo nướng. Dạ, tới mồi luôn ha. Nè, mà xả gì em? Này chút nắp xả, luộc xả gì đó. Cha hai cua bự dữ nha. Rồi làm thịt luôn đi quý ơi. Luộc luôn đi. Này xuống là có gì chơi hết luôn á gì quý. À. Có gì chơi nha. Lấy chén thủ chút ngay đường lộ có ai qua cái mời ta xuống ha. Với đường này giờ thấy cũng mưa rồi người ta không ít chạy em ơi. Rồi mấy năm trước xuống cối ấm ngon quá giờ mất tiêu rồi. À, như mình dễ kiểm soát ha. Thì em không có dùng sao mà uống này. Con cua này bự quá ha. Cua này cua đực mà. Quá. Con nước đá nhiều quá không? Rồi tới em. Rồi kêu quái lên đi, rót rót quán ly em. Đâu? Thiếu ly, ảnh năng lấy ly. Thì phà này thì đi chỉ có hai anh em thôi. Mình xài giấy đa năng mà. Không từ đây. Đỡ mua chục cái mà còn 5 cái trời. Cô rớt rồi không? Rớt 4 cái rồi. Gió rồi bay. Nè mua chục cái nữa có rớt tự hao nữa. Rồi giờ ở dây đâu rồi. Cái gì con có đâu mà, nãy đưa con mà. Đây mà cả nhà ơi, dùng với mình miếng bia đi. Dùng. Thì cái ly này màu đẹp quá. Thôi mình xin mời tất cả các bạn. Thì nay mình cũng xuống đây thì
Trước thì mình cũng xuống chơi với bạn mình, thì xong cái mình cũng làm với bạn mình ly rượu, ly bia chứ. Thì thôi mình cũng xin tạm dừng ở đây. Mình xin chào tất cả các bạn. Gì con vô nước ngọt luôn hả?